này đo để báo giá vậy anh? Rồi giá nhiêu, giá nhiêu anh ơi? Hả? 1,5 triệu. Alo, có giá 1,5 triệu. Đang quay phim quá trời nè, đang ngoài nói lý nó đặt công tơ quá trời, nó đang quay phim rồi. Đấy, đúng, một cây. Một cây rồi tiếp tục. Tiếp tục cái này. Cái này máy xù. Ấm cái số điện thoại của anh cho nó vô đó luôn đó, có gì ta liên hệ với. Dạ. Máy xù đế đẹp luôn. Máy xù đế đẹp. Báo giá luôn anh ơi. Cái này mũ đế thì hết nói luôn. Quá đã. Quá đã mũ đế luôn. Rồi báo giá luôn. 5 triệu. 5 triệu. Còn cái đó được rồi. Đây là tất cả các nghệ nhân lâu năm trong nghề ở Cần Thơ mình nha các bạn. Có bị gì nói chung là ở chợ chứ phải mà nó cứ lấy cái chồng này còn nó mất luôn cái nó khéo cho mình. Alo. Tao đi một hồi tại chợ thêm á, thêm cưới rồi hồi 12 giờ vô Vườn Tràm á. Mà tao chuẩn bị về mà, tại bữa nay sáng nay chạy tùm lum hết trơn. Cảnh này vô Vườn Tràm nha. Họ nằm tí rồi, họ nằm tí. Vô đi, họ nằm tí. Sao cái này ra ngay này chạy? Rồi. Mở cái bông đó bông gì? Mở cái nhà không? Thì các bạn có nếu ở địa bàn của Cần Thơ thì đến trực tiếp xem luôn là ở đầu đường Võ Nhân Kiệt. Còn anh chị và các bạn ở phương xa đó có cái số điện thoại để bên dưới đó, anh chị hãy xem số điện thoại là 0919247145, đó là anh gặp anh Trọng Đền để liên hệ qua mua qua số điện thoại và giao hàng cho các bạn ship đến tận nơi. Thì các chi phí gì đó các bạn có thể thỏa thuận với anh. Đó là những cái nghệ nhân mà gọi là lâu năm trong nghề. Đó.
thì ở Cần Thơ thì cũng được 1-2 đám mưa đầu mùa, nó cũng dịu mát. Mấy hôm nay thì thời tiết rất là oi bức. Mai gì mà cái đuôi nó màu trắng vậy? Lá trắng tư à? Ờ, lá trắng á. Chứ đâu phải chùm gửi anh. Không, đâu phải, mai mà. Nãy giờ tưởng là cây gì nó mọc. Đây thì làm ra con rắn. Ông theo ý ông đó. Lá màu trắng rất là ngon nghịch. Vậy là không phải cây này hai màu không tính. Hai màu rồi. Hôm nay là cũng là nghệ nhân quen thuộc đó là Phấn, anh Phấn cũng đảm trách cái phần mà cầu hoàng điện cái bồ đế nha các bạn. Này nó ngã bật cái vô phải nó bật cái dài chút hay. Thank you.
hôm nay anh Tuấn cũng đảm trách cái khâu hoàn thiện nha các bạn. Với nhiều năm trong nghề và thành thạo thì trong cái giống như cặp mắt nhà nghề á, nhìn ra được các dáng cây để tạo nên cái dáng đẹp cho nhu cầu cái khách bắt mắt hơn. Cây mai nó gốc nó có giá trị hơn để đến với người tiêu dùng. Thì nói chung mình cũng làm tiếp, cũng gửi lời cảm ơn đến các anh với tay nghề và lâu năm trong nghề thì làm tạo ra những cái sản phẩm mà đẹp cho người tiêu dùng. Thì cái nơi quen thuộc đó là đường đầu đường Võ Văn Kiệt, đường mà lên sân bay đó, thì các anh chị đến ngay đầu đường sẽ gặp. Còn anh chị ở phương xa đó thì muốn liên hệ nhu cầu mua đó thì chúng ta có cái số điện thoại bên dưới đó, chúng ta sẽ liên hệ. Mến chúc sức khỏe anh chị. Hẹn anh chị những clip tiếp theo. Sát luôn đi rồi cắt lâu để dễ tắt.